Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video của mình nha. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn review về một loại bánh, đó chính là bánh trứng caro. Bánh trứng này thì thành phần của nó là gồm có trứng, bột mì, sữa đậu nành, sữa và đậu nành ạ. Nó được sản xuất trên dây chuyền sản xuất các loại bánh và thành phần có chứa rắp xác, hạt cây và mè các bạn nhé. Hạn sử dụng của nó thì được ghi trên in trên bao bì các bạn ạ. Và hạn sử dụng của nó là được 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Quy chế đóng gói thì một gói của nó là thường là được 10 cái, 10 đến 12 cái các bạn ạ. Bánh thì có rất là thơm. Bánh này là rất là thơm, còn bánh này là vị giòn nhá. Nó rất là giòn, nó không phải là bánh mềm mà cũng không phải là bánh cứng mà nó rất là giòn. Nó được sản xuất từ trứng thì nên bánh rất là thơm và ngậy. Bánh này thì là rất là phù hợp cho những bạn mà ít thời gian ăn sáng thì mình có thể mang theo ăn một buổi sáng 1 đến 2 cái và được vào một hộp sữa nữa thì là rất là tiện. Rất là tiện các bạn nha. Mình sử dụng 2 cái mỗi buổi sáng thì là đã đủ chất và đủ calo cho một buổi sáng mình làm việc rồi. Nên là khi nào mà mình không có thời gian đi ăn sáng hoặc là buổi xế chiều mà mình đói ấy, thì rất là những cái đồ ăn nhanh như thế này thì rất là tiện cho mình. Mẫu mã thì là rất là đa dạng, màu rất là đẹp, bánh thì rất là ngon này các bạn. Thành phần của nó thì đều là những thành phần an toàn cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe nên là nó phù hợp được cho tất cả mọi lứa tuổi các bạn nhé. Người già và trẻ con ai cũng có thể sử dụng được các bạn ạ. Bánh này là được sản xuất tại Việt Nam. Nó được sản xuất tại công ty cổ phần Ritchie Group tại tầng 15 tòa nhà Ritchie, tổ 32 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Nó được sản xuất bởi công ty cổ phần thực phẩm Ritchie miền Nam, đường số 7 khu công nghiệp Quảng Bằng, phường An Thịnh, thị xã Quảng Bằng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam ạ. Giá trị dinh dưỡng của bánh này là trong mỗi một cái bánh này ấy, thì nó cũng có chất béo bão hòa 3.5 gram, chất béo chuyển hóa là không có là 0 gram, nó có cholesterol là 15 mg, có vitamin D các bạn, canxi, sắt và kali. Bánh này là vì nó ở bên trong thì nó có hình dáng như hình ca rô các bạn, được làm từ lúa mạch, trứng, thêm là bơ nữa. Và ăn bánh thì thường thường là nó có một cái chương trình trò chơi là hưng đổi quà các bạn này, là giá trị của quà và giải thưởng nó lên đến 15 tỷ đồng đó các bạn. Nên là khi các bạn ăn bánh thì các bạn có thể tham gia trò chơi để mình nhận quà các bạn nhé. Nó sẽ có thẻ cào để các bạn nhận quà đấy. Và đây là bánh caro Ritchie nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nên là xin chào tất cả mọi người nhé.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Xin chào tất cả mọi người.